Quay trở lại với channel của Chiến Thắng Mobile, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dụng cụ gia dụng mà giúp ích cho mọi người rất là nhiều trong cái việc mà vệ sinh nhà cửa này, và nhất là cái việc lau kính, lau gương đồ ấy. Và cái sản phẩm mà hôm nay mình sẽ review đến mọi người đó chính là chiếc máy lau kính cầm tay Lofan QX. Và để xem bên trong sản phẩm này có gì thì mình sẽ bắt đầu mở hộp nha. Và sau khi mà chúng ta mở hộp xong ấy thì giờ chúng ta sẽ có toàn bộ sản phẩm, là bao gồm một cái chiếc máy lau kính như thế này và một chiếc bình chứa tích hợp thanh lau ở trên luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái sản phẩm là chiếc bình chứa tích hợp cái bông lau này ha. Thì đối với cái bình chứa thì chúng ta sẽ chứa nước lau kính này hay là nước xà phòng mà chúng ta pha ra thì chúng ta vẫn có thể chứa ở trong đây được. Và chúng ta xịt ra cái vòi như thế này này. Và khi mà chúng ta xịt xong ấy thì nó sẽ tích hợp cái phần thanh lau này để mà chúng ta lau trên kính luôn. Nên là khi mà chúng ta chỉ cần cầm một tay thì chúng ta đã có hai dụng cụ rồi, mà một xịt và một kéo như thế này thôi. Và cái thao tác này cũng như được coi như là một cái thao tác mà chúng ta lau sơ, cũng như là làm ướt cái mặt kính của chúng ta trước khi mà chúng ta sử dụng đến cái chiếc máy lau này ấy. Thì cái dung tích của nó là khoảng 500ml, và cái thanh lau ở trên đây chúng ta vẫn có thể tháo ra được để mà chúng ta giặt rửa vệ sinh này. Đây, và ở đây thì nó sẽ có cái nơi mà để chúng ta gắn vào và tháo ra. Thì cái thao tác của nó cũng rất là dễ dàng nữa. Và tiếp theo đó chính là bộ phận chính của chúng ta là một chiếc máy lau kính như thế này. Và với trọng lượng là chỉ 0,58kg thôi, rất là gọn nhẹ. Và khi mà các bạn cầm mà để và thao tác lau ở trên mặt kính ấy, thì chúng ta cũng không bị mỏi tay hay là nặng tay gì hết, rất là dễ chịu cho cái tay của mình. Và hơn nữa thì cái tay cầm của nó rất là rộng, là chúng ta có thể cầm cả bàn tay vào. Và cái phần cán của nó thì nằm gọn trong lòng bàn tay của mình như thế này, nên là khi mà mình thao tác thì rất là dễ. Và cái phương thức hoạt động của chiếc máy này nó giống như là một cái chiếc máy hút bụi ấy. Nên khi mà các bạn vừa xịt nước lên và chúng ta lau ấy thì chúng ta sẽ dùng tới cái máy lau kính này. Và trên cái phần thanh lau này thì nó sẽ có một cái đường nhỏ như thế này. Và cái đường nhỏ này khi mà các bạn lau xuống từ từ ấy thì cái nước thừa, nước bẩn ấy thì nó sẽ hút vào và nó kéo vào trong cái bình chứa ở thân như thế này. Và cái bình chứa này thì ở đây nó sẽ có cái vạch mát này. Và với dung tích là 120ml thôi, nên khi mà các bạn chứa đầy thì cái bình chứa này nó sẽ trang bị hệ thống cảm ứng, khi mà nó đầy thì nó sẽ báo hiệu cho các bạn biết, để mà chúng ta biết là chúng ta cho cái lượng nước đầy đó ra bên ngoài như thế này. Ở đây nó sẽ có hai cái lỗ này để mà chúng ta đổ cái lượng nước bẩn ấy bên ngoài ra, và chúng ta tiếp tục làm sạch mà nó chứa cái nước bẩn vào trong đây thôi. Nên là với cái tính năng mà cảm ứng như vậy thì chúng ta sẽ không sợ bị cái phần mạch điện ở trong bị rò rỉ này, hay là nó làm ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác, cũng như là rất an toàn cho mình nữa. Và với cái phần thanh quét này thì nó được làm từ silicon cao cấp. Nó sẽ cho cái phần không gian làm việc rộng hơn với cái chiều dài là 270mm ha. Và cái phần thanh quét này chúng ta vẫn có thể tháo rời ra được bằng cách là chúng ta ấn cái nút đỏ ở đây và chúng ta tháo rời cái phần đấy ra khỏi cái thân máy của mình. Và bên cạnh việc thiết kế nhỏ gọn và những cái vật liệu cao cấp như là silicone này hoặc là những ABS để dùng tạo nên thân máy ấy, thì cái chiếc máy này nó cũng rất là dễ sử dụng, bởi vì nó chỉ có một cái phím chức năng duy nhất ở trên thân máy như thế này thôi. Tức là khi mà các bạn sử dụng thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần để mà nó mở máy lên, và thao tác nhấn giữ 2 giây thì nó sẽ tắt máy như thế này. Và khi mà các bạn sử dụng thì cái đèn đỏ ở đây nó sẽ hiện thị cũng như là tắt hay là bật máy này. Và khi mà nó hết pin thì nó sẽ chớp đèn để mà chúng ta đi sạc pin ấy. Khi mà chúng ta sạc thì nó vẫn chớp đèn như thế, và khi đầy thì nó sẽ không còn chớp đèn nữa.
Và với cái viên pin lithium với dung lượng lớn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng liên tiếp trong khoảng 25 phút và thời gian sạc của nó là 160 phút. Và với 25 phút như vậy ấy, thì chúng ta có thể là làm sạch từ 4 đến 5 khu vực kính trong nhà mình. Đối với cái chiếc máy cao cấp này ấy, thì chúng ta chỉ cần một vài phút là chúng ta lau xong một cái chiếc kính rồi, rất là nhanh. Và khi mà các bạn sử dụng hết pin ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái củ sạc để chúng ta cắm sạc nó vào bên trong và chúng ta kết nối với nguồn điện là có thể sạc được rồi. Và các bạn nhớ là phải sạc trong 160 phút thì chúng ta nó mới đầy pin và chúng ta mới có thể sử dụng được nha. Và vừa rồi là mình đã review cũng như là đã hướng dẫn mọi người sử dụng cái chiếc máy lau kính cầm tay Lofan này rồi. Và bản thân mình khi mà mình trải nghiệm ấy thì cái hiệu năng làm việc của nó cho mình thấy thì rất là tuyệt vời này. Và mình hy vọng là nó sẽ là một trợ thủ đắc lực và nó sẽ giúp mọi người nhiều hơn trong cái việc dọn dẹp nhà cửa của mình, nhất là các chị em phụ nữ nữa. Nếu mọi người có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm hoặc là những cái thông tin chi tiết khác ấy thì mình sẽ để vào phần link bên dưới phần mô tả video. Và trước khi đi thì các bạn đừng quên nhấn một like, một subscribe cho channel của Chính Là Mobile nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Tắt luôn.